Uống nước dừa liệu có tốt khi mới tiêm COVID-19? Nước dừa là loại có hàm lượng dinh dưỡng cao, bổ sung nước, chất điện giải khi cơ thể bị mất do bài tiết qua tuyến mồ hôi, có tác dụng chống não hóa, hỗ trợ ngăn ngừa các yếu tố gây ung thư, chống đông máu. Đặc biệt, việc uống nước dừa sau tiêm vaccine COVID-19 cũng giúp giảm mệt mỏi, hạn chế sốt và bổ sung nhiều vitamin cho cơ thể. Tuy nhiên, ở một số thời điểm, việc uống nước dừa sau khi tiêm vaccine COVID-19 có thể gây hại cho sức khỏe của bạn. Mặc dù nước dừa tốt cho sức khỏe, nhưng lượng nước dừa cần thiết uống mỗi ngày phụ thuộc vào độ tuổi, mức độ hoạt động, tình trạng sức khỏe và các yếu tố đi kèm khác của cơ thể. Dựa vào giá trị dinh dưỡng, nước dừa chứa khá nhiều đường và calo. Nếu uống quá 1 đến 2 quả mỗi ngày, nhất là người thừa cân, béo phì thì rất dễ mắc các bệnh về tim mạch. Đối với các mẹ bầu mang thai trên 13 tuần và được tiêm vaccine, các chuyển hóa trong cơ thể đang xảy ra mạnh mẽ và phức tạp nước dừa sẽ làm cho quá trình này chậm lại và giảm đi, thậm chí dẫn đến tình trạng rối loạn về mặt chuyển hóa và gây các tác động ảnh hưởng xấu đối với thai nhi. Do đó, thai phụ có thể uống nước dừa nhưng chỉ cần hàm lượng nhỏ, không nên lạm dụng để tránh ảnh hưởng tới bào thai. Theo đồng y, nước dừa có tính hàn nên uống vào buổi tối sẽ khiến cho cơ thể bị lạnh, đầy bụng khó chịu, cộng thêm dừa lạnh hoặc ướp đá còn nghiêm trọng hơn và thấy đuối sức vào ngày hôm sau. Điều này thực sự đáng chú ý và lưu tâm với những người đi tiêm chủng vào buổi tối. Nếu tiêm chủng xong đã quá muộn, tốt nhất bạn nên sinh hoạt bình thường và tránh hoạt động mạnh. Thời điểm uống nước dừa tốt nhất là từ buổi sáng đến buổi trưa sẽ cân bằng được tính hàn của nước dừa và tính nóng của cơ thể. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra một số khuyến cáo lưu ý khi uống nước dừa. Nước dừa trong Đông y được xếp vào tính âm, hàn, chuyên giải nhiệt, làm mát. Nếu người bị huyết áp thấp, cảm lạnh thấp khớp không nên dùng. Người bị tiểu đường suy thận uống quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng tăng kali trong máu không uống nước dừa sau khi vận động như làm việc nặng nhọc, tập thể dục quá sức, khi uống sẽ giảm sức dẻo dai, chân tay rú rượi. Khi đói nên uống thành từng ngụm nhỏ và chỉ nên dùng tối đa 1 đến 2 quả trong một ngày.